Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với Thu Hà. Rất vui gặp gỡ mọi người trong video hôm nay. Bữa nay thì Hà sẽ lên cho cả nhà mẫu Rider với Sachi nha mọi người. Ở đây Hà đang có một em Sachi màu xanh đọt chuối rất là đẹp luôn ha. Cái em này á, nó là xanh đọt chuối nhưng thực tế là nó cũng không tới nổi quá sáng đâu mọi người. Nhưng mà cái nước sơn rất là đẹp ha. Bên Hà phối tem, phối chữ, thiết kế tem, chữ rất là dễ nhìn ha. Và cũng không có cầu kỳ quá. Chủ yếu là tên động cơ này ha, DOHC 4 van 4 thì. Là xe này đang sử dụng động cơ DOHC làm mát bằng dung dịch 4 van 4 thì ha. Một số bạn có hỏi Hà là có bán xe 2 thì không á, thì bên Hà không có nha cả nhà. Có xe 4 thì thôi nha. Rồi chữ F này là ký hiệu của Suzuki ha mọi người. Hai bên carbon là phân khúc của xe. Tức là mọi người thấy cái thiết kế của em xe này á, không có giống những cái dòng Kuntai trong nước nha. Vì em nó thuộc phân khúc carbon, là cái dòng xe mà giống như kiểu thể thao á, mà giống như xe đua á, xe đua mà dạng nhỏ mô tô mini đó. Nên là cái phân khúc em này nó rất là nhỏ gọn ha. Nhưng mà xe thì rất là nặng, cái khung sắt của em nó nặng dữ lắm. Nên là mình chạy rất là đầm á. Mọi người không có sợ là nhỏ quá rồi chạy không có đầm xe đâu nha. Rồi tên xe Sachi ha, 6 bit là đại diện cho là ý nghĩa của nó là 6 số. Là xe này hiện tại là có 6 số. Đa số xe Kon bây giờ là 6 số hết rồi cả nhà. Gần như các dòng xe là 6 số hết nha. Rồi phần tem phía sau là F150 thể hiện phân khối của xe. Tuy là cái phân khối của em nó là 150 nhưng mà so ra thì cái tốc độ em này rất là cao. Tại vì Hà nghe bảo mấy anh chị hay nói là trái 62 gì đó, thì Hà nghe được như vậy á, Hà cũng chưa hiểu lắm cái trái 62 là gì. Nhưng mà chỉ biết là cái đó là giống như kiểu là cái tốc độ của xe á, tốc độ đề ba tăng tốc rồi đó, thì xe này tương đối là mạnh ha. Đó nên ai đam mê tốc độ thì có thể liên tưởng đến em này. Với lại những anh chị, những bạn nào mà có cái thân hình mình hơi nhỏ nhỏ con á, thì mình chạy cái dòng này khá là hợp. Với lại mình dắt xe rất vô trong cái những cái khu nhà trọ hoặc là những cái nơi mà nó hơi hẹp á, di chuyển nơi đông đúc á, thì cái xe này nó rất là tiện ha. Rồi ngoài cái màu này ra thì bây giờ Hà sẽ giới thiệu thêm cho mọi người một số màu, rồi Hà cập nhật giá cho mình luôn ha. Ở đây Hà đang có cho mình cả màu xanh lục bảo với màu bạc nữa nha mọi người. Cũng là màu 3D nha. Còn màu zin của xe thì tầm 3-4 màu thôi. Mình muốn xem thì liên hệ với Hà qua hotline để Hà gửi cái mảng màu zin qua cho mình ha. Còn trên video chủ yếu là Hà quay màu 3D cho cả nhà ha. Đó, màu bạc nè ha, màu xanh lục bảo nè ha. Rồi hiện tại thì Sachi đang có hai dòng chính, đó là chính hãng với tư nhân. Nếu mà là dòng chính hãng thì sẽ có cái xi nhan R giống như Rider ha. Ở phía trong Hà có xe ha. Nhưng mà ở đây Hà sẵn tiện Hà cập nhật cái giá cho mình trước nha. Sachi chính hãng là từ khoảng 42.800.000 cho tới 46.800.000 tùy theo màu, và mua gốc thì cần trả trước khoảng 7 triệu trở lên. Còn Sachi tư nhân là từ khoảng 48.500.000 cho tới 50.500.000 và mua gốc là chỉ cần trả trước tầm khoảng 8 triệu trở lên là được ha. Rồi phía bên này thì Hà có Rider nữa nha mọi người. Rider thì hiện tại là tầm khoảng 42 năm tới 44 năm nha, tùy theo màu. Hà có màu vàng, màu bạc, màu đỏ candy. Những cái màu 3D này thì bằng giá với nhau nha. Còn màu zin thì nó sẽ có chênh lệch giá một chút nha cả nhà. Rider thì mình có thể linh động mình trả trước khoảng 6 triệu cũng được nha mọi người. Tất cả những cái xe mà Hà đang giới thiệu trong cái video ngày hôm nay á, khi mà mình liên hệ với Hà, mình đặt lịch hẹn mua sẽ được giảm thêm 2 củ nha, 2 triệu nha mọi người. 2 triệu nha, riêng cái video này 2 triệu nha, chứ không phải là từ 1 đến 2 triệu nha. Mọi người xem video thì nhớ nói là liên hệ với Hà hoặc là nhắn qua hotline cho Hà nha. Rồi, ở đây Hà có màu Sachi chính hãng, màu xanh xi măng nè, màu cam, màu trắng cam, màu xanh tím, xám tím nữa, rất là nhiều màu ha. Thì anh chị mình muốn xem thêm màu xe và muốn xem chi tiết hơn thì liên hệ với Hà qua hotline 0937 438 101 nha mọi người. Nhớ đặt lịch hẹn để được giảm 2 triệu nha. Màu ở đây Hà dựng nó hơi sát nên mình liên hệ qua hotline để Hà gửi qua Zalo cho mình những cái màu cụ thể từng chiếc một ha. Thủ tục mua gốc thì chuẩn bị dùm Hà căn cước công dân gốc là được. Với lại trước khi tới thì gọi cho Hà. Rồi nếu mà mình ở xa muốn ship xe thì cũng liên hệ qua hotline đó. Giao dịch trực tiếp để tránh lừa đảo nha cả nhà. Tại vì phải cọc trước mới ship được nên là tránh lừa đảo, mọi người nhớ là liên hệ với Hà qua hotline. Địa chỉ của Hà ở Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương, gần ngã ba Phú Hòa hoặc là gần chợ Nhật Huy á, nằm ở đoạn giữa hai cái đó ha. Thì mình có thể tới bất cứ địa điểm nào Hà cũng đón được, hoặc là tới cổng Đại Nam cũng được nha. Đi xe khách tới đó Hà đón vào nha. Hôm nay thì chúng ta tạm biệt nhau tại đây. Mọi người xem xong đừng quên nhấn like, chia sẻ video và tới cửa hàng thật là sớm mua xe ủng hộ cho Hà nha. 30 tháng 4, 1 tháng 5 bên Hà vẫn hoạt động bình thường nha mọi người.